Thêm một câu nữa: Quyển quý quyển tuấn nghi lý quan hỏi nghĩa tự nhiên hỏi đầu tiên Phật từ nhân được đạo chăng? Nếu nói không từ nhân được đạo, tóm lại do giáo pháp nào mà được thành Phật? Hỏi rằng Đức Phật ngày xưa tu đó, nó có nhân gì mà được đạo? Nếu không có cái nhân thì hỏi chứ tự pháp, cái giáo pháp nào mà ngài thành Phật? Đáp: chúng sanh sẵn có vô sư trí, tự nhiên trí. Chúng sanh nương tự nhiên trí mà được thành Phật. Phật đem pháp này lần lượt giáo hóa chúng sanh, được thành chánh đẳng giác. Đó. Như vậy, nó đúng là cái tinh thần Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề. Lúc đó ngài học cái gì, ngài tu cái gì? Ngài không có học cái gì hết, mà tu thì ngài chỉ cho tâm an định thôi. Mà khi tâm ngài an định rồi thì cái vô sư trí, tự nhiên trí nó hiện tiền. Vô sư trí, tự nhiên trí hiện tiền thì ngài thấy, ngài biết vượt cái tầm thường của chúng sinh, cho nên ngài mới tuyên bố là giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi, chính ở trong Kinh Pháp Cú, ngài có nói: ta học đạo không có thầy. Học đạo không có thầy. Như vậy thì học đạo mà không thầy thì làm sao giác ngộ? Như vậy thì để thấy rằng tất cả chúng ta mê lầm, chấp cái niệm nghĩ suy phân biệt hơn thua phải quấy là cái tâm. Bởi vậy nên rồi đua chạy theo nó, giành hơn giành thua, giành phải giành quấy, luôn luôn năm này tháng nọ không có dừng, không có tỉnh. Mà khi chạy theo nó rồi thì cái tự nhiên trí vô trí bị ẩn, không biết ở đâu. Cho nên bây giờ Phật dạy tu phải dừng được cái tâm sinh diệt chạy theo hơn thua phải quấy, dừng được nó, lặng được bao nhiêu thì cái trí nó lóe sáng được bấy nhiêu. Chúng ta dừng được toàn bộ thì cái tự nhiên trí vô sư trí nó hiện tròn đầy, phải không? Như vậy thì cái vô sư trí, tự nhiên trí đã sẵn mà bị phủ lấp bởi cái niệm hơn thua phải quấy của thế gian đó mà không thấy, không biết. Bây giờ dứt cái đó thì cái kia hiện. Đó là học đạo. Mà học đạo như vậy ai dạy mình? Ai dạy mình học cái đạo đó? Nó chỉ là dạy cách mình dừng thôi, chứ không phải dạy cách mình thấy. Không có chỉ cho mình thấy, mà chỉ dạy cho mình dừng. Mà mình dừng được nghiệp rồi thì tự cái đó nó hiện ra. Cho nên Phật học đạo không thầy. Bây giờ chúng ta học đạo, có Phật là có thầy, phải không? Có thầy thì chúng ta phải làm sao? Phải không cần tìm kiếm cái trí để mà hiểu biết như Đức Phật nữa, mà chúng ta chỉ cần tìm cho ra cái chủ của mình. Mà ra được cái chủ của mình, Phật bảo phải dừng tất cả cái vọng niệm thì ông chủ mình hiện, thì chỉ làm được bao nhiêu đó thôi. Nghe lời Phật để chúng ta làm một việc đó, khi mình làm được việc đó rồi thì chừng đó mình thành công. Như vậy thì nhìn kỹ ba tạng kinh Phật, bao nhiêu pháp môn, có pháp môn nào mà dạy không dừng vọng tưởng không? Không lặng vọng tưởng không? Thì như vậy pháp môn nào cũng đi tới chỗ đó. Thì cái đích mà Đức Phật thấy, bây giờ ngài đem ra dạy là cũng đúng cái chỗ thấy của ngài thôi, chứ không có gì khác hết. Nhưng mà bên đốn, bên tiệm khác nhau. Vì cái người yếu thì thôi, cho gỡ từng cái,
dẹp từng phần, cái mảnh thì biết một lần hết nó xuống cái một, phải không? Thì cũng như chúng ta là học cái kiểu Tôn Ngộ Không nhưng mà bị đè ngủ ngũ hành sơn hết cái nó nhào lăn hết trơn, đứng dậy thì mạnh hay yếu đó, người hùng là vậy đó. Vậy cho nên cái người học đạo mà đi theo cái tinh thần này là tinh thần đốn, đốn là phải người mạnh, mạnh mới hiểu mới làm được. Còn nếu mình yếu đuối thì mình không có gan, bởi vì tu mà nói bỏ hết thì người ta buồn. Bây giờ tu phải được cái gì mới vui, thì được đó cứ nhử từ từ từ, nó không phải đi cái một. Còn mình biết được rồi thì tất cả những cái đó là mình bước một cái một, không có gì mà ràng buộc mình hết. Cho nên nói rằng ở đây lần lượt giáo hóa chúng sanh được thành chánh giác, đó là Phật theo thứ lớp. Chứ thực ra thì chỉ thẳng chúng sanh có vô sư trí và tự nhiên trí rồi.